Xin chào các bạn đã quay lại với công ty Phù Kiều và Cốt Phá Việt của mình nhé. Mình là Đỗ Bình Hồng. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn về sản phẩm ống răng cái chống bên mình. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Cốt Phá Việt chuyên cung cấp các mặt hàng linh phụ kiện xây dựng, Cốt Phá xây dựng, phụ kiện Cốt Phá hàng Việt Nam chất lượng cao. Hãy đến Cốt Phá Việt. Đầu tiên thì ống răng cây chống, mình sẽ nói về ống răng cây chống dùng để làm gì. Ống răng cây chống là cái tên gọi nó đi kèm với cái chức năng của nó, là một cái ống răng có đường kính là 60. Nó dùng để hàn vào, nó dùng để hàn lắp ráp thành một cái cây chống, chống tăng. Cây chống tăng này thông thường nó có một số loại như là 3,5m, 4m, 4,5m, 5m, tùy vào nhu cầu của khách hàng. À, xuất xứ thì của ống răng cây chống thì từ trước đến nay thì có hai loại ống răng cây chống. Người ta hay gọi là ống răng trong và ống răng ngoài. Đối với ống răng ngoài là cái tên gọi của nó là ống răng Hàn Quốc, và ống răng trong là người ta là gọi là ống răng Nhật. Đó là sự phân biệt giữa ống răng Hàn Quốc và ống răng Nhật nhé. Chất liệu và bề mặt để làm nên ống răng thì ống răng bên mình á, thì sau khi mà được sản xuất thì sẽ được xi mạ một màu trắng. Chất liệu thì được làm bằng thép rất là chắc chắn nhé. Ống răng bên mình thì được sản xuất theo cái quy trình tiện hạt là cán răng. Tiếp theo mình xin nói về cái trọng lượng của các loại ống răng cây chống bên công ty Cốt Phá Việt của mình. Các loại ống răng cây chống bên công ty Cốt Phá Việt của mình thường thường là có trọng lượng rơi vào tầm khoảng từ 0.7 đến 1kg. Bên mình có 3 loại ống răng cây chống chất lượng, đó là thứ nhất là loại ống răng thường có trọng lượng rơi vào tầm khoảng là 0.7 gram. 0.7kg nha, mình xin lỗi nha, 0.7kg. Cái loại thứ hai là ống răng tầm trung, là nó rơi vào tầm khoảng 0.8kg. Loại này là được trang bị một con tán đúc bằng gan, đập rất là chắc chắn, là bao đập nha, không nó không thể gãy được. Loại thứ ba là cái loại chất lượng nhất bên mình, là cái loại ống răng cây chống hàng dạng như là hàng tốt nhất, hàng loại 1. Trọng lượng của nó rơi vào tầm khoảng 1kg đến 1,1kg. Chất liệu thì được làm bằng thép, ống răng thì được cán, hàng cán chất lượng nhé. Mình có thể để một số hình ảnh của ba loại ống răng này ở dưới chỗ này, các bạn có thể xem nhé. Tiếp theo là phụ kiện đi kèm với ống răng, là bên mình có bán cái các phụ kiện đi kèm với ống răng như là cái đế chống, là cái đế để các bạn hàn cái chống, và cái chốt để các bạn xỏ ống răng. Cái chốt đó thì nó có hai loại, một loại là đường kính 10, đường kính của cái chốt là 10 ly, còn một loại là đường kính của chốt là 12 ly. Còn cái sợi cáp thì bên mình có hai loại, là một loại là cáp trần, còn một loại là cáp bọc nhựa. Đối với loại cáp bọc nhựa thì nó có thể là nó tốt hơn vì nó sẽ chống được rỉ sét rất là hiệu quả nhé. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh một số cái hình ảnh về các loại ống răng cây chống bên công ty Cốt Phá Việt mình nha. Đầu tiên mình sẽ gửi cho các bạn cái hình ảnh của cái ống răng cây chống, cái loại thường. Loại thường của mình là cái này, là ống tiện và con tán thường nhé. Đối với cái ống tiện á, thì khi mà người ta tiện á, thì cái con dao tiện nó ma sát với cái ống răng, nó tạo thành một cái độ bóng nhất định. Khi các bạn xi mạ thì nó sẽ bóng hơn, các bạn phân biệt rất là dễ dàng nha. Những cái ống răng bóng như thế này chỉ có là ống răng tiện thôi nhé. Và một loại ống răng nữa là ống răng đúc.
ống răng đúc thì cái độ bóng nó không bóng bằng cái ống răng tiện nha. À, ống răng cán chứ. Cho mình xin lỗi nha. Đây là ống răng cán. Ống răng cán, cán răng. Thì cái độ bóng nó không bóng bằng cái ống răng tiện. Cho nên là nhiều khách hàng nói là vì sao nó xấu hơn. Thì đó là lý do cán, cho nên là cái độ ma sát nó không có nhiều. Cho nên là khi mà các bạn xi mạ lên á, nó sẽ không bóng nhiều nha. Giống như khi các bạn mà sơn xe đó, là các bạn cần phải trà nhám thì các bạn sơn nó mới bóng. Còn ở đây á, nó không có cái độ láng như vậy, cho nên là khi các anh chị xi nó sẽ không có bóng. Mặc dù đây là hàng chất lượng nha. Sản phẩm này nặng từ 1kg đến 1,2 kg. À, 1kg đến 1,1 kg. Con tán đúc bằng gang cầu pha thép bao đập không thể nào bể được nha. Vậy á, nếu anh chị có nhu cầu về sản phẩm này có thể liên hệ với mình qua số điện thoại là 0967 nha 849934, có Zalo ha. Hoặc là nếu mà anh chị cần tham khảo các sản phẩm khác công ty mình thì hãy đi gặp vào đường link bên dưới này, mình để ở đây các bạn tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.